Chúng ta đang đi vào một cái khu công nghiệp tách gặp em xin là trên đường hoặc cái đường nhỏ đường khu công nghiệp nhỏ vãi luôn các bạn. Ta phải lái cẩn thận đó, tay lái lụa luôn các bạn đó. Ui dù con xe đi sát vãi đó, phải công nhận tay nghề mình lái quá đẳng cấp. Đường rất là nhỏ hẹp các bạn, chúng ta đang vì đi vào khu công nghiệp mà, khu công nghiệp là đường nhỏ hẹp, các xe san sát nhau, lái cẩn thận xíu. Wow, phê dữ luôn đấy. Kén phê luôn. Ui, giới hạn tốc độ 30 km/h. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi xếp hàng lên thùng xe nào các bạn. Này, hàng của chúng ta đang xem là hàng gì nào. À, đây là gạch men các bạn. Gạch men lát sàn màu đỏ đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái thùng bên phải này các bạn. Vì hàng chúng ta đang xếp bên phải thì mình sẽ mở bên phải thì chúng ta xếp hàng lên xe nào, xếp gạch lên xe của hai bạn đó các bạn thấy chưa. Wow, thì phê dữ luôn các bạn. Mỗi lần là lái con game mini truck xe rồi Việt Nam được nhìn hàng hóa xếp lên xe rất là phê luôn các bạn. Ok, vậy là xong rồi. Bây giờ các bạn mình sẽ đóng cái cửa thùng này nào. Đấy, hàng chúng ta đã sắp lên xe rồi, bây giờ mình sẽ mở cái cửa để chúng ta lên xe bắt đầu cái hành trình chở hàng đi nào. Wow, cái con dốc cao vãi luôn các bạn, hút này thấy chưa. Để mình dừng ra nào, ui trôi xe, dừng cẩn thận trôi xe các bạn, ga mạnh lên nào. Wow, con xe khỏe dữ luôn các bạn, ta đi lên dốc cao rất là cao luôn. Nhưng mà hôm nay chở gần 4 tấn gạch bằng con xe thùng lũng Kia Frontier, rất là phê luôn. Một trải nghiệm nó rất tuyệt vời, con xe nó rất là đẹp luôn các bạn. Này chở gạch đến cái nhà kho này, này người ta lát cái sàn này, nhà kho này chưa có sàn nên phải có thể chở mua gạch để lát vào sàn. Ok, ta đã lùi xong rồi, giờ mình vào trong cabin xuống xe. Mình cứ quên mở cửa mình nhắc xuống xe luôn. Rồi, ok. Tí mở luôn, lên xe đỡ phải mở. Giờ xếp gạch vào đâu nhá? Ném luôn vào nhà kho này à? Ném luôn vào nhà kho được các bạn. Tôi đi mở bên phải cũng được, mà ném luôn bên vào trong kho này cũng được. Ném luôn vào đây cho tiện. 1, 2. À, lên thùng xe nhá. Lên thùng xe cho nó thực tế xíu. Rồi, em đang lên thùng xe bốc xếp gạch xuống xe các bạn. Rất là thực tế luôn đấy. Đâu rồi cái nút dỡ hàng của tôi đâu, đây rồi, ok. Đấy, tôi đang bốc gạch xuống các bạn. Nay chở gạch men. Ok, vậy là giao hàng thành công cho cửa hàng thứ nhất rồi các bạn. Chúng ta nhấn tiếp tục. Nay giờ tôi chở gạch men cho các nhà kho lát sàn. Ok, xuống xe. Giờ đóng cái thùng xe này. Wow, chúng ta đang rất là phê rồi các bạn. Lái con game mini truck chở hàng rất là giống ngoài đời Việt Nam này. Rồi lên xe nè, em lên xe nè, đóng cửa này. Chúng ta tiếp tục hành trình này. Ôi cái đường này nhỏ quá, vẫn đi vừa. Wow, vẫn vừa phải nói tay nghề mình đẳng lách đẳng cấp luôn các bạn. Đây vừa mới quạt lái vào phát vừa luôn này, siêu luôn. Phải nói là tay nghề của tôi quá là đẳng cấp luôn các bạn. Tôi đi luôn này. Cái bật nhan đó, cái đường ngò hẹp này mà tôi đánh lái một phát vào luôn các bạn, thấy siêu không? Wow, này chúng ta chở gạch men bằng con Kia Frontier thùng lửng, rất là phê luôn các bạn. Chạy ban đêm trời rất là đẹp. Hi, ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hyundai S2 Việt Nam. Vâng, và hôm nay mình rất là vui chúng ta được quay trở lại với kênh Hyundai S2 Việt Nam để trải nghiệm từ game Mini Truck Simulator Việt Nam. Vâng, hôm nay mình sẽ trải nghiệm game Mini Truck Simulator Việt Nam ở trong một cái buổi ban đêm, buổi tối. Chúng ta sẽ lái xe trong buổi tối rất là vui luôn các bạn, rất là đẹp, khung cảnh rất là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm từ game Mini Truck Simulator Việt Nam ở trong buổi tối này, nhìn rất là đẹp các bạn thấy chưa. Cây xăng Petrolimex thì rất là đẹp, rất là giống thực tế này. Bầu trời thì đầy sao, và wow, phải nói là một bầu không khí rất là tuyệt vời luôn các bạn, rất là đẹp luôn. Đây rồi, và mình đang xuất phát ở trong một cái gara mới mình mới mua. Đây cho bạn xem trên map bản đồ.
nay chúng ta chạy map miền Tây đấy. Mình đang xuất phát ở Tiền Giang. Đây, để mình zoom cho các bạn xem đâu rồi nhỉ. Đây, đấy, chỗ mình đang xuất phát ở đây. Ok, đây, chúng ta đi vào gara để lấy xe để chúng ta bắt đầu hành trình các bạn. Đấy, wow, barrier mở, chúng ta vào lấy xe rất là tuyệt vời, wow. Gara này rất là đẹp luôn các bạn. Rất là tuyệt vời. Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm cái con xe là xe... xe gì nhỉ? Con này là con xe Frontier K165 các bạn. Con này không biết là 1 tấn rưỡi hay là 1 tấn 65 gì đấy, nên gọi là K165. Và nào biết thì comment cho mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi dạo một vòng quanh con xe, ngắm con xe qua. Con xe rất là đẹp. Mình đã độ rất nhiều phụ kiện cho con xe này rồi các bạn. Chúng ta đã lắp cản trước này, mấy cái thanh cản này, rồi lắp kèn này, hơi ở trên này. Wow, vì rất con xe rất là đẹp được các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cửa để chúng ta lên xe bắt đầu hành trình nào. Mở cửa này, ok, chúng ta lên xe bắt đầu hành trình cho các bạn. Rồi, ok, đóng cửa nào. Rồi, ok, bắt đầu nổ máy rồi các bạn. Wow, tiếng đề xe nổ máy nghe rất là thực tế luôn các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu hành trình nào. Đây, mình đã đặt một cái chuyến hàng này, chúng ta đi chở. Đến nơi rồi mình sẽ cho các bạn biết là mai chúng ta sẽ chở cái gì. Nay chúng ta chạy con Frontier thùng lửng rồi các bạn. Đấy, ok. Rồi, xuất phát nào các bạn. Chúng ta đang ra khỏi cái gara của mình. Gara mới mua rất đẹp. Wow, tiếng còi nghe rất hay các bạn. Đó. Ok, để mình bật cái đèn LED cho các bạn xem. Con xe này có đèn LED của mình đã. Có độ cái đèn LED rất là đẹp luôn đó. Đấy, thấy chưa? Nhìn rất là phê luôn đấy. Nó rất là tuyệt vời đó các bạn. Chúng ta nhìn thấy trên cái biểu tượng của cái bình xăng chúng ta đã gần cạn các bạn. Các bạn nhìn thấy màu đỏ lừ đấy. Gần nhà mình đây có cái cây xăng, mình sẽ sang bên này đổ xăng luôn các bạn. Má cái thằng. Đấy, để mình zoom xa thì dễ nhỉ. Chúng ta đi vào cây xăng đổ xăng à. Wow, lần đầu tiên chạy ban đêm thì rất là đẹp không các bạn. Không cây xăng đâu. Đây, ok. Nay chúng ta đi đổ xăng nhỉ. Lâu lắm rồi chạy này mới được đổ xăng các bạn. Rồi, ok. Để mình mở cửa xuống xe. Để mở cửa đấy nhỉ. Quên chưa mở cửa, nhắc phát xuống xe luôn. Vất vẩn. Đấy, đóng cửa nào. Rồi, ok. Quên chưa tắt máy các bạn. Thì vào tắt máy nữa. Phải tắt máy đổ xăng cho nó giống thực tế đấy các bạn. Ok, mình sẽ ấn bơm xăng này. Khỏi xăng nó sẽ đi ra này, như thật luôn. Các bạn thấy không? Đấy, wow. Nó châm đúng cái lỗ bình xăng của mình luôn. Phải nói là một cái game đẳng cấp rất là chuẩn luôn các bạn. Không thể chơi vào đâu được. Đây, số tiền của bơm xăng của chúng ta ở đây. Rất là giống ngoài đời đúng các bạn. Phải nói là một cái tựa game mà không chê vào đâu được luôn đấy. Đó. Chúng ta đang bơm xăng các bạn. Các bạn chờ xíu. Các bạn chờ một xíu nha. Ngoài nhiều tiền thêm 1.100, 1.200 rồi bơm xong rồi các bạn. Và cái xăng tự động rất là xịn sò luôn các bạn. Trừ luôn tiền cho mình. Đó, ok, vậy là chúng ta đã bơm đầy bình rồi các bạn. Đó, mở cửa lên xe nào. Xe nào, đóng cửa nào, đóng máy nào. Wow, rất là phê rồi các bạn, một cái trải nghiệm đổ xăng rất là tuyệt vời. Có mình chưa bật đèn pha các bạn. Rồi, ok. Đi thôi. Wow, phải nói là một cái game rất là hay được các bạn. Bây giờ chúng ta đi lấy hàng các bạn. Xe hôm nay chúng ta chở cái gì nào. Wow, cái tiếng kèn bắp bóp rất là phê luôn, kèn ngân luôn các bạn. Đang đèn xanh mà sao mình phải dừng nhỉ? Hẹn mất cái thằng này. Đứng đây tắc hết cả đường rồi. Đang đèn xanh. Lách 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 lách. Mấy ông này đứng này tắc hết cả đường. Rồi, ok, lùi đi. Đường rộng này cũng đi. Đứng chắn hết cả đường.
Đây, chúng ta đã thấy chỗ lấy hàng rồi các bạn. Này re vào. À đây, đâm đầu vào đây. Nhìn lại mũi tên, đúng rồi. Cắm đầu vào các bạn. Và cắm đầu vào. Ok, thì mình xuống xe nha, tắt máy đã, máy xuống xe này. Thôi, tí mở cửa, quên chưa mở cửa các bạn, mở cửa mới xuống xe được chứ. Đấy, nó mới thực tế. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi xếp hàng lên thùng xe nào các bạn. Này, hàng của chúng ta đang xem là hàng gì nào. À đây là gạch men này các bạn, gạch men đấy, gạch men lát sàn màu đỏ đó các bạn. Ok. Bây giờ mình sẽ mở cái thùng bên phải này các bạn. Vì hàng chúng ta đang xếp bên phải, mình sẽ mở bên phải. Thì chúng ta xếp hàng lên xe, nào xếp gạch lên xe, 1, 2, 3. Đó, các bạn thấy chưa? Wow, nhìn phê dữ luôn các bạn. Mỗi lần là lái con game mini truck xem rồi Việt Nam được nhìn hàng hóa xếp lên xe rất là phê luôn các bạn. Ok, vậy là xong rồi. Bây giờ các bạn, mình sẽ đóng cái cửa thùng này nào. Đấy. Okay. Hàng của chúng ta đã sắp lên xe rồi, bây giờ mình sẽ mở cái cửa để chúng ta lên xe bắt đầu cái hành trình chở hàng đi nào. Ok, đầu máy nào. Ta sẽ xem thông tin hàng mà chúng ta chở đi đâu nào. Đây, nay chúng ta sẽ xuất phát từ Tiền Giang đi Trà Vinh. 3,6 tấn chở đến 3 cửa hàng các bạn. Và chúng ta sẽ nhận được 856 money. Ok, rất tuyệt vời. Rồi đi. Ok. Rồi chúng ta lùi ra để chúng ta bắt đầu hành trình. Ta phải lùi bên này chứ. Ta phải đi theo GPS. Con xe phê dữ luôn các bạn, xe rất là đẹp. Một con xe thùng lửng rất là phổ biến ở Việt Nam chúng ta. Xe thùng lửng Kia Frontier. Ok. Có chưa vào số. Ui nhanh đèn đỏ các bạn. Đang đèn xanh chúng ta chạy nhanh, đèn đỏ chờ ốm. Wow. Cầm lái con game này phê dữ luôn các bạn này. Rồi, đèn xanh chúng ta qua luôn nào. Qua luôn. Wow. Phê quá trời. Hôm nay chúng ta chạy ban đêm các bạn. Chạy ban đêm. Phong cảnh rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Mình đã từng quảng cáo cái con game Mini Truck Simulator Việt Nam này vào ban đêm các bạn. Phải nói là không thể chê vào được. Ban đêm rất là đẹp luôn. Wow, tuyệt vời các bạn, chúng ta đang đi vào một cái khu công nghiệp lách hầm. Em xin nào trên đường nào. Hoặc cái đường nhỏ. Đường công nghiệp nhỏ vãi luôn các bạn. Ta phải lái cẩn thận. Đó, tay lái lụa luôn các bạn. Đó, ui dù con xe đi sát vãi. Đó, phải công nhận tay nghề mình lái quá đẳng cấp. Đường rất là nhỏ hẹp các bạn. Chúng ta đang vì đi vào công nghiệp mà. Khu công nghiệp đường nhỏ hẹp, các xe san sát nhau, lái cẩn thận xíu. Wow, phê dữ luôn đấy. Kén cũng phê đó. Ui, giới hạn tốc độ 30 km/h. Hình như chúng ta đang đi vào cái đường bùn lầy các bạn. Mình nghe tiếng xạo xạo của bùn lầy ấy. Đấy, nghe rất là xạo luôn. Kiểu này chắc là cái con xe mình đã bẩn luôn rồi. Vì cái đi cái đường bùn lầy đấy. Wow, đường đẹp quá các bạn ơi. Lái ban đêm công nhận rất là phê luôn đấy. Ui, có cái cam bắn tốc độ các bạn, chúng ta phải giảm tốc độ. Đấy, chúng ta giảm dưới 30 là chạy không sao hết. Đấy, thấy chưa? Mình rất là nhạy bén luôn các bạn. Chạy phải nhìn cam nó bắn như chơi các bạn. Có xe ngược chiều chưa? Ok. Em lách sang này. Có sao đó đấy, không đi được rồi. Vướng cái gì rồi? Lầy. Bị lầy bùn lầy các bạn ơi. Ga mạnh lên một xíu nào. Lên nào.
lên. Hình như mắc vào cái con xe của cái thằng kia đó. Lùi đi các bạn, chứ không phải là bị lầy. Quái bị mắc cái gì đó. Đây rồi, cố lên. Bây giờ nó mắc cái gì đó. Mắc cái con xe Audi này rồi, ok, nó đi rồi. Thì chúng ta lên lại. Đấy, vào cabin lái cho dễ. Đấy. Wow, cái dốc cao thế. Có chỗ này có chỗ nghỉ ngơi các bạn. Nhưng mà thôi, mình đang phải chạy. Ôi, mình đang phải chạy và cho kịp giờ các bạn giao hàng. Đêm rồi, muộn rồi. Không kịp đi chơi, nghỉ ngơi rồi. Wow, cái con dốc cao vãi luôn các bạn. Úi, thấy chưa? Thì mình dừng nào. Úi, trôi xe, dừng cẩn thận, trôi xe các bạn. Ga mạnh lên nào. Đó. Wow, con xe khỏe dữ luôn các bạn. Ta đi lên dốc cao, rất là cao luôn. Nhưng mà hôm nay chở gần 4 tấn gạch. Và con xe thùng lũng Kia Frontier. Rất là phê luôn. Một trải nghiệm rất tuyệt vời. Chạy những cái con xe thùng lũng này, mình chở gạch rất là hợp lý luôn các bạn. Chỗ này giới hạn là 60 km/h. Các bạn chạy nhớ để ý các cái biển giới hạn tốc độ ở trên bên ven đường ấy các bạn. Chúng ta phải để ý tốc độ xíu. Không, mà lúc nó bắn mình không hiểu tại sao nó bắn. Đấy, cứ bảo là tốc thách biển giới hạn tốc độ nào đâu bắn. Các bạn do các bạn đi không để ý thôi. Rất nhiều biển giới hạn tốc độ. Còn khi vào các cái đô thị sẽ có các cái biển báo đô thị các bạn. Đây ví dụ nãy 60, giới hạn 60 đúng không? Bây giờ tôi chạy dưới 60 là ok. Và nó chạy tốc độ cao quá thì nó bắn chứ còn. Đó, tôi vừa chạy 63 nó bắn luôn đấy. Các bạn thấy chưa? Game mình nó bắn chính xác từng km luôn. À, phải giữ được các bạn. Nào, cái trạm thu phí đi cao tốc à, nhớ mình sẽ trái các bạn. Chúng ta sẽ trái về Trà Vinh ấy. Chúng ta sẽ trái về Trà Vinh nào. Sắp cái điểm giao hàng rồi nào. À, trái tiếp này. Phải nói là con game rất là fail các bạn. Không thể che vào đâu được. Phải là đã phải tiếp nào. Ôi, đến điểm giao hàng đầu tiên rồi các bạn, ở bên trái các bạn. Mình phải nói chuyện chạy quá luôn đấy. Đâu rồi nào? Ừ, trong cái ngõ hẻm này. Ok, để tôi đi vào nào. Đó là con game rất là phê đấy. Ủa, cái đường nhỏ hẹp này. Cái trong này nó dễ, nhìn ngoài hơi khó. Đâu rồi? Đây, ok. Xe cái đít vào các bạn. Vào này là xe cái đít vào. Nhìn bên ngoài cho nó phê. Con xe nó rất là đẹp luôn các bạn. Này chở gạch đến cái nhà kho này à. Này người ta lát cái sàn này. Nhà kho này chưa có sàn. Thế thì người ta phải chở mua gạch để lát vào sàn. Ok, ta đã lùi xong rồi. Giờ mình vào trong cabin xuống xe. Mình cứ quên mở cửa mình nhắc xuống xe luôn. Rồi ok. Thôi tí mở luôn, lên xe đỡ phải mở. Giờ xếp gạch vào đâu nhá. Ném lên vào nhà kho này à. Ném luôn vào nhà kho được các bạn. Tôi đi mở bên phải cũng được, mà ném luôn bên vào trong kho này cũng được. Ném luôn vào này thực tiện. 1, 2. Hả, lên thùng xe nhá. Lên thùng xe cho nó thực tế xíu. Thôi, em đang lên thùng xe bốc xếp gạch xuống xe các bạn. Rất là thực tế luôn đấy. Đâu rồi, cái nút dỡ hàng của tôi đâu? Đây rồi, ok. Đấy, tôi đang bốc gạch xuống các bạn. Nay chở gạch men. Ok, vậy là giao hàng thành công cho cửa hàng thứ nhất rồi các bạn. Chúng ta nhấn tiếp tục.
nay giờ tôi chở gạch men cho các nhà kho lát sạc. Ok, xuống xe. Đó, rồi đóng cái thùng xe này. Wow, chúng ta đang rất là phê rồi các bạn. Lái con game mini truck chở hàng rất là giống ngoài đời Việt Nam này. Rồi lên xe nè, em lên xe nè, đóng cửa này. Chúng ta tiếp tục hành trình này, đi. Không biết cái đường này có ra đằng tay, tìm mãi cái đường này cho nó lạ các bạn. Ui nhưng mà cũng không có thể ra được đấy, tôi cũng thấy cái đường này. Ôi cái đường này nhỏ quá, vẫn đi vừa. Wow, vẫn vừa, phải nói tanh này, mình đẳng lách đẳng cấp luôn các bạn. Đây, vừa mới quạt lái vào phát vừa luôn này, siêu luôn. Phải nói là tay nghề của tôi quá là đẳng cấp luôn các bạn. Tôi đi luôn nè. Đó, rất là nhanh. Đó, cái đường ngò hẹp này mà tôi đánh lái một phát vào luôn, các bạn thấy siêu không? Wow, nay chúng ta chở gạch men bằng con Kia Frontier thùng lửng, rất là phê luôn các bạn. Chạy ban đêm trời rất là đẹp. Ui, đi đâu rồi? Chúng ta đi ngược rồi các bạn. Đi đường khác thành đi ngược luôn. Quay đầu. Nào, đèn xanh đi luôn nào, đèn xanh xanh. Đi luôn, đi luôn. Rồi, ok. Hôm nay được cái là không phải dừng cái đèn đỏ nào các bạn. Nó là rất là may luôn các bạn. Không phải dừng cái đèn đỏ nào. Vừa mới nói xong. Nó chơi tôi luôn đó các bạn. Nó chơi tôi, nó dừng đèn đỏ luôn. Nó vừa thấy tôi nói là không phải dừng cái đèn đỏ nào. Hay là đến đây nó chơi tôi luôn. Đây còn hai cửa hàng, cửa hàng số 2, số 3 cũng gần nhau thật các bạn. Ok. Rồi đèn xanh đi luôn. Thôi lại đèn đỏ rồi các bạn, chờ xíu xíu. Chờ xíu không mà chuyến hàng có 800 mấy money mà nó trừ đèn đỏ 100 money thôi, xong còn mấy đồng. Ok đi luôn. Wow, chúng ta đang đi đường đất bụi luôn các bạn. Đường này như kiểu người ta đang làm đường các bạn, nên là rất là bụi luôn. Bụi tung mù luôn. Thế nó con game mà rất là phê này. Ui trời ơi, không kịp đèn đỏ rồi các bạn ơi. Chúng ta lại phải chờ xíu rồi. Nãy vừa mới nói mà không chờ cái đèn đỏ nào mà bây giờ Nguyên có chờ cái đèn đỏ không? Lạ lùng. Rồi ok, chờ có 20 giây cũng không vấn đề gì, rất là nhanh. Vào trong cabin lái cho nó dễ các bạn. Đâu rồi, đây. Tôi thấy rồi. Tôi thấy cái chỗ giao hàng rồi. Để mình re vào này. Chúng ta đang chở đến chở gạch men đến cái quán cà phê này các bạn. Ok. Hát chan mà. Đấy. Ok. Vào cabin để mở cửa đó các bạn. Mở cửa xuống xe. Ok, đây là một cái quán cà phê này các bạn. Này chúng ta chở gạch men lát sàn đến cái quán cà phê này. Quán cà phê gì mà lát sàn bằng cái gạch men cổ lũ dĩ này. Xấu. Ok, chúng ta lại ném luôn gạch vào trong cái nhà kho này. Hay là ném trong quán cà phê thì ném vào cà phê được các bạn. Ném vào quán cà phê này cũng được. Mở cái cửa bên hông. Đấy. Để tôi lên cái thùng xe này. Để tôi lên cái thùng xe. Đâu rồi, đâu rồi. Đấy, ok. Tôi đâu rồi? Tôi ở đâu rồi? À đây, đây, ok. Chúng ta đang ở đây, bây giờ mình sẽ bốc cái hàng gạch men xuống rồi. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó là xếp sang bên hông, cái cửa mình mở đây các bạn. Rồi, ok, quá. Trong quán này lấy ít gạch ấy. Xếp được mấy thùng rồi, hết rồi. Ok nè, xuống xe nè. Đóng cái thùng này. Wow, đấy, một con game rất là đẳng cấp các bạn.
những cái thao tác phải là rất giống ngoài đời nữa các bạn. Đấy, tôi đóng cái cửa đây. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục hành trình nào. Đi đến cửa hàng cuối cùng là thứ ba. Rồi, sắp đến rồi, chúng ta nhìn trên GPS à, đây đây, chúng ta sẽ lên trái vào cái công ty bên này à, lối vào công ty rồi đây. Nhìn cam ngoài cho nó, nhìn cam ngoài cho nó phê. Rồi, lối vào đâu à, đi bên này. Nó bắt mình lùi vào các bạn ơi. Đây để tôi quay đầu này. Tôi quay đầu luôn ngay trên cái hè này luôn. Vào được không? À ok, vào tốt. Ok, xuống xe rồi các bạn ơi, mở cửa nào, xuống xe cho nó thực tế chút xíu nhỉ. Này xếp vào cửa bên phải đi, nãy cửa sau rồi cửa bên trái rồi, mình xếp cửa bên phải đi cho nó lạ. Ok, nhân dỡ hàng nào. Đấy, ok, lên thùng xe cái nhỉ, lên thùng xe xếp cho nó thực tế. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong chuyến hành trình chở gạch men đi từ Tiền Giang đi Trà Vinh các bạn, trong một cái thời tiết phong cảnh ban đêm rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn các bạn, không thể chê vào được. Rồi bây giờ mình sẽ đây, mình đã nhận được 856 money, bây giờ mình sẽ nhấn nút nhận tiền công. Wow, nhiều tiền dữ luôn các bạn. Ok rồi, ok đấy, các bạn thấy chưa, gạch men chúng ta đã xếp xuống xong rồi, bây giờ thùng xe của mình đã trống trơn, không còn hàng hóa nữa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống xe đóng cái cửa thùng lại cho nó thực tế. Ok, vậy là hành trình chúng ta đã kết thúc tại đây. Đây để mình lên xe ấy nhỉ. Lên xe mình đánh con xe lại chỗ khác. Đứng. Đây lên xe. Xe này. Đóng cái cửa lại nào. Ok. Xem cái chỗ đỗ xe các bạn. Kiếm cái chỗ đỗ xe. Không có chỗ đỗ luôn các bạn. Thôi đỗ tạm vào trong cái góc tường này luôn. Đỗ tạm vào trong cái góc tường công ty. Rồi ok. Rồi ok. Mình tắt máy này, tắt đèn này, tắt led này, mở cửa này, xuống xe này, hoặc thực tế giữ được bạn từng cái thao tác, đóng cửa này, khóa xe này, thấy các bạn chưa, rất là thực tế luôn. Ok, vậy là hành trình hôm nay chúng ta đã chở gạch men để kết thúc tại đây và con xe thùng lửa Kia Frontier. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Mình sẽ làm rất nhiều video trải nghiệm thêm mini truck trên giờ Việt Nam để các bạn trải nghiệm một tựa game phải nói là rất đẳng cấp, rất hay như này. Ok, còn xin gặp lại các bạn.